Xong rồi gương tròn thì đang lắp phanh chai, gương tròn hỗ trợ điểm mù trên lóc nhá. Đấy bác đang nhìn này. À, mình đang để cho vị trí tầm này. Tầm này đúng không anh? Đấy, ok các bạn nhá. Rồi mình sẽ bắt chặt cho bạn xem này. Sau khi lắp xong cho anh trai đây. Ok chưa anh? Hết lóc chưa anh? Hết lóc luôn anh em nhá. Anh em muốn lóc thì anh em chơi thêm con gương này này. Con gương này thì bao gồm cả gương cả tay các bạn nhá. Nó bao gồm cả gương cả tay cả bát luôn. Lắp vào đây. Sau khi lắp xong gương tròn cho anh trai này. Đây các bạn này. Đấy, vừa nhìn đầu luôn này. Nhìn đầu nhá các bạn nhá. Nhìn không em like thôi, em quay đây anh ạ. Like không kịp, like phải bật tiếng like rồi. Còn gì đâu anh? Chắc rồi, anh, em xoáy chặt hết rồi. Không không, anh lung thế thôi, lung thôi được. Em bắn đinh rút tàn đen hết rồi. Bên trong còn bắn cả keo hết rồi anh. Đợt trước làm kia nhìn điêu quá. Trước làm kia nhìn điêu quá. À đây anh, bảo sao nhìn cái gương cầu trước nhìn trông điêu quá. Nhưng mà nhìn nó được, quan trọng vấn đề là nhìn được lóc của anh. Còn gì đâu anh? Thôi hết rồi, còn gì ok nữa. Anh, của anh 300 với cả 100, 400 anh ơi. Tất cả 400 à? Vâng, tất cả 400 rồi anh ạ. Lạc phết nhỉ? Ngon bổ rẻ anh. Anh chuyển rẻ, anh chỉ quản anh. Đây anh chỉ quản vào kia cho em. Vào cái biển. Đây, quay lại cho các bạn xem qua cái gương tròn mà để nhìn lóc nhá. Các bạn nào mà muốn lắp thêm thì gọi như ý giúp mình ở đây, vị trí đây. Đây là cái gương hàng xịn SL anh em nhá, nó sẽ bao gồm chữ SL này, cánh buồm mà lổi này, nó là gương xịn 100%, ba ốc màu đồng, bát của nó thì cũng là bắn bằng CNC luôn, không bao giờ bay sơn. Đấy, hàng xịn lắp vào đây. Đấy để nhìn lóc anh em nhá, các bạn hình dung này, đấy sẽ nhìn hết cái lóc của bạn luôn. Ok, cảm ơn anh em nào muốn lắp thì ủng hộ mình nhá, vào đúng phương người đất giúp mình nhá. Đấy, tầm khoảng 5-7 ngày nữa thôi là mình có một tin rất là vui cho anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.